Hello anh em nhá. Anh em check cho tôi âm thanh phát nào. Bây giờ mở mic rồi. Ok nhá. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình ở trong Pokemon Radical Red. Tôi có tự vẽ một cái logo ở trên màn hình đó, anh em thấy có ổn không? Thế tôi phải có khi phải chỉnh cái background nó rộng ra tí cho cái phần màu cam nó lệch sang. Đấy, như này mới đẹp này. Ngon chưa? Đội hình của tôi cơ bản là toàn Pokemon cỏ. Tôi chơi monotype hệ cỏ, nhưng mà tôi có train con Shroomish với cả con Molu lên level cao hơn một tí rồi. Hiện tại là tôi có một con Ivysaur và một con Molu level 16, Shroomish level 14, còn Buildu thì level 10. Nhưng mà tôi xác định là tôi sẽ khả năng là không dùng con Buildu này đâu, bởi vì tôi đã có một con cỏ độc ở trong team rồi, là con Ivysaur. Cho nên con Buildu này tôi sẽ làm chim mồi. Tôi làm chim mồi để đỡ cái fake count của con Meditite. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng hai con chủ lực là Ivysaur và Molu để đánh số Pokemon còn lại của Brandon. Có một điều khá thất bại là tôi vẫn chưa tìm được cái con Snoover, cái con cỏ băng ấy, chưa thể tìm được con đấy luôn. Hiện tại thì Brandon Pokemon đầu tiên của nó sẽ là một con Meditite. Tôi sẽ cho con Shroomish ra đầu tiên, chẳng qua là để nó hít cái kinh nghiệm thôi. Sau đấy thì tôi sẽ đổi ra con Buildu này để đỡ cái fake count. Đó. Sau khi ăn fake count rồi thì xác định là con này sẽ chết, cho nên là dùng cái gì cũng được. Bây giờ thì con Buildu đã nằm rồi. Tôi sẽ chuyển sang con thứ hai, con thứ ba là con Molu này. Thumbnail thì cứ để tôi làm xong cái này thì tôi mới vẽ được cái thumbnail mới, cho nên là anh em cứ bình tĩnh. Thumbnail cứ dùng tạm thumbnail đấy đi đã. Bây giờ con Molu của tôi đã học được một chiêu nữa là Mega Drain, nhưng mà tôi cứ đánh con này bằng Draining Kiss, bởi vì khắc hệ nó có Bullet Punch khắc hệ tôi thì tôi phải hút lại cái lượng máu đấy. Crit luôn một phát, thế là xong đúng không? Con tiếp theo của nó là con Numo. Bây giờ thì cơ bản là con Molu này của tôi cũng có thể dùng Mega Drain để đánh nó rồi, cho nên là tôi sẽ cho nó chảy cối đây thêm một tí. Cái này đâu cần phải patch up vào bản file red nhỉ. Cái này mình lên Google mình search, mình download thẳng file, cả file Pokemon Radical Red luôn mà. Ở trong cái link đầu tiên ấy, anh em vào cái link đầu tiên luôn là có thể download được cả bản Radical Red luôn, đâu cần phải patch gì đâu. Đó, bây giờ Molu của tôi có thể solo con Numo rồi nhá. Pokemon tiếp theo của nó là con Corphish. Về con này thì tôi hoàn toàn có thể Mega Drain nó nếu như nó không Aerial A chết tôi. Vấn đề là tôi đã toang rồi. Nhưng mà chắc chắn nó không thể làm gì được con Ivysaur, nhưng mà tôi cứ tung con Shroomish ra trước. Shroomish của tôi có Stun Spore, nhưng con đấy có Aqua Jet. Tôi cứ Stun Spore nó phát trước xem sao nhá. Pokemon Live Platinum thì tôi chưa chơi. Mega Drain là khả năng là sẽ xong luôn Corphish này. Chưa xong, nhưng mà cũng xong thôi, bây giờ là xong rồi. Aqua Jet không thể chết được, lại còn bị tê nữa. Tôi đang chơi team full hệ cỏ, tăng độ khó của cái trò chơi lên. Shroomish đã lên level 15 và học được chiêu Headbutt. Headbutt sẽ được thay vào Tackle nhá. Các game Pokemon khác thì cũng phải đợi tôi chơi xong game này đã. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều game rồi và tôi ưu tiên cái bản này. Đối với con Trico này thì tôi phải tung con Venusaur ra, con Ivysaur, bởi vì con Ivysaur có chiêu Slash để đánh con này. Xin chào bạn Nhân Nguyễn Trần Thành nhá, nãy giờ quên không chào anh em, chào ở Bình Quốc nhá. Chào mừng bạn Khánh Nguyễn đã trở thành Cool Trainer nhá. Con này có Slash cho nên là nó có thể trụ one hit luôn, one hit luôn Trico.
Vậy là tôi đã hoàn thành thằng Brandon chết tiệt mà đã củ hành tôi nguyên cả cái tập trước. Và nó đã cho tôi một cái experience share để tôi có thể train Pokemon dễ hơn. Cái rap lên gen 2 là đổi rồi, cái rap lên gen 2 là phế vật rồi mà bạn. Bật thông báo đi donate à? Donate của tôi là tôi có ghi trên màn hình và ở dưới mô tả tôi cũng có ghi thông tin đấy. Tôi có bật thông báo mà nhở. Nếu mà không có thì khả năng là cái trang ủng hộ tôi đang gặp một cái vấn đề gì đấy mà nó không hiện á. Bây giờ đã có experience share rồi nhưng mà tôi sẽ phải vòng về để tôi phục hồi cho hai cái đứa này. Hoặc là tôi sẽ phải đi lên trước để tôi khám phá xem có cái gì đấy. Nhưng mà tôi cứ phải về đã. Bật speed lên về cho nhanh nhá. Con hệ băng nào trâu à? Con hệ băng nào trâu có thể kể đến như con như là con Avalok. Nhưng mà thật ra cái hệ băng nó rất là tệ trong việc phòng thủ. Bởi vì nó hầu như nó không khắc chế được cái hệ nào. Và nó bị rất nhiều hệ khắc chế. Cho nên thường một con hệ băng thì nó không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu cho việc tanh. Cuối khu rừng có con hệ bay đấy chính là lý do vì sao mà tôi muốn tìm cái con này đấy. Tôi muốn tìm con Snover đấy. Nhưng mà tôi cũng khá chắc là với cái Sleep Powder tôi có khả năng đánh được con hệ thằng hệ bay đấy. Cứ thử phát xem thế nào nhá. Cái Pokemon Unite chơi cuốn phết. Ngày mai anh em nhớ lên stream của Vũ để anh em giao lưu với nhau về tặng quà nhá. Đúng rồi, hệ băng chủ yếu là người ta đầu tư vào những con tấn công speed cao. Chẳng hạn như con Weavile. Con Weavile này, xong rồi con Mamoswine thì attack của nó rất cao và nó có chiêu ưu tiên. Cho nên người ta cũng dùng con đấy. Hệ băng làm hệ thép yếu đi bạn nhá. Hệ băng làm cho hệ thép nhận thêm đam từ lửa và giác đấu. Bây giờ là tôi cho con Buildu này lên bởi vì những con khác. À thôi, đằng nào cũng experience share rồi, cho... cứ cho Ivysaur lên đầu đi. Tôi không đủ kiên nhẫn để tìm con Snover 4%. Bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa bạn ơi, tầm 2 giờ hơn 2 giờ tí tôi bắt đầu lên công ty. Hôm nay là không quá giờ đâu. Thật ra là chắc là vẫn được ấy nhưng mà mình bây giờ để tôi thử mở cái deck snap này ra xem deck snap đường này thì không ấy được rồi. Ok, thế tôi sẽ tìm con Snover nhá. Share hết 100% à? Thế thì ngon rồi. Tìm được một con, nhưng mà tôi chưa tìm được con nào thì tôi mới không dùng được deck snap chứ. Đây này, nó còn thiếu con Snover cái slot cuối cùng rồi này. Mặc dù cái con Snover đấy về sau nó cũng không phải là cái combo Pokemon lý tưởng để giữ lại trong đội hình đâu. Nhưng mà vào cái thời điểm bắt đầu này thì nó có. Lúc nãy tôi cũng có gặp cái con Hoppip rồi đấy. Chào bạn Khải Phạm nhá. Hy vọng là cháu bạn sẽ được xem cái video này. Pokemon đặc biệt tôi chưa có hợp tác với họ. Nếu mà họ ngỏ lời mời thì tôi sẽ cố gắng hợp tác với họ thôi. Nhưng mà họ chưa mời tôi. Họ cơ bản là bên đấy họ cũng có nhiều người làm ấy. Họ có ông Phúc BJ stream là ngon lắm rồi. Xin chào bạn Khánh Nguyễn nhá. Bạn có quả Pokeball ngon phết. Tôi đang trong quá trình vẽ cái icon mới cho anh em rồi đấy. Tôi đang vẽ dở con Bidoof rồi đấy. Anh em có ý tưởng là vẽ icon hình con gì không? Tôi cần thêm 2 con nữa. Anh em nên nhớ là vẽ icon cho cái YouTube này thì nó rất là bé nhá. Anh em có thể nhìn con Gengar của bạn Khánh Nguyễn, bạn comment ở trên kìa. Nó rất là bé. Cho nên là làm cái con gì nó dễ nhìn thì nó tốt. Hello bạn Trương Huỳnh, hello bạn Trung Thiện Võ và bạn Nước Lọc. Vẽ thì cơ bản là cũng vẽ được. Vẽ Pokemon đơn giản mà. Nó đâu cần phải
cầu kỳ hay là trình cao như là vẽ phong cảnh gì đâu. Pokemon chỉ cần nhìn hình là vẽ được rồi. Wow tập 2, wow tiếp thì ông Asumo ông ấy mới gửi cho tôi một cái script rồi đấy. Ông gửi script cho tôi rồi, tôi sẽ ghi âm trong vòng cuối tuần này nếu mà tôi có thời gian. Thời gian cuối tuần này tôi khá là bận, tôi đang phải làm cái video cuối tiếp theo cho cái series với cả Samurai. Sau đấy thì tôi còn phải có một cái kế hoạch ở khác ở ngoài nữa. Chào bạn Trần Bốp nhá. Tại tôi không biết tên bạn đọc như nào luôn. Pokemon đặc biệt tuyển member streamer nhưng mà bây giờ tôi stream kênh tôi còn chưa xong. Tôi sang đấy tôi stream nữa thì kênh tôi ai stream. Đó. Ở Lost Helix chắc được cái nhở. Tôi đang đi tìm con Snover, con cây thông cỏ băng á. Mà tôi không chắc nó ở đường này hay ở đường kia. À, Snover Pokemon Radical Red. Tôi không rõ là bãi cỏ bên này hay là bên kia không ạ. Ok, ở đường này thì khả năng là tìm thì cũng sớm hay muộn thì cũng ra thôi. Con số tôi hơi đen. Khoảng 25 lượt đấy là nếu mà tôi đỏ tôi gặp, còn nếu mà xui thì đi 100 lượt. Đây rồi. Mày chết với ông. Cái cửa phòng tôi gió vừa thổi nó đổ nó đóng sập hơi mạnh, em nghe thấy không? Không cảm gì nhá. Ai chà, có tiếng donate. Xin cảm ơn bạn. Wow, tôi để cái này hơi ngu không ạ? Tôi để cái bản donate hơi ngu. Nè, tôi không đọc được tên cái bạn vừa donate. Hình như bạn tên là có ai ở đây không ấy. Xin cảm ơn bạn nhé. Bây giờ con này tôi sẽ cho con Buildu thời gian tôi up job nó vài phát đi. Up job nó thì nó sẽ còn khoảng một nửa. Ôi, yếu vãi. Mình trên nó bao nhiêu level mà? Con này nó dùng hết iShot rồi thì phải. Shiny Pokemon trong này có hiếm không? Tôi không biết bởi vì tôi chưa gặp con nào. Mà thật ra tôi nghĩ là Shiny nó cũng chỉ để raid như bình thường thôi. Mà kể cả raid cấp đôi thì nó thì tôi cũng chả tìm được. Không Paralyze được bởi vì con này là hệ cỏ. Con này là hệ cỏ, không dùng được các chiêu bào tử vào nó nhá. Ok, tầm này là bắt được rồi này. Cứ xếp vào chắc ăn anh em ạ. Thói quen này. Tôi đâu có kin nó đâu, tôi muốn giữ cho nó sống mà. Cái chính là tôi muốn bắt nó trước khi tôi sang filter để tôi còn lên level cho nó chứ. Đợi sang filter bắt thì nó làm gì? Căng quá nhở. Còn có hai bóng nữa này. Sự kiện sẽ vào 8 giờ tối mai các bạn nhá. Rồi, quả cuối cùng thì bắt được. Woo! Nói chung bị bắt bắt được nó là vẫn còn hên chán rồi, xui gì đâu. Hai nick coi stream cả, ông nhiệt tình quá. Cảm ơn ông và Wan Bu nhá. Bây giờ tôi sẽ chính thức là tôi bỏ con Buildu này về, hay thôi tôi cứ mang nó theo đi.
đằng nào experience share cũng chia đều tất cả Pokemon mà. Cái con nấm của tôi ấy là nó có effect spore đấy. Có effect spore giữ lại cũng tốt đấy. Bây giờ ở trong bây giờ tôi chả có tiền để mua Pokeball nữa chứ. Còn 1.400 lúc hai tháng thằng Brandon chấn lột được của nó này. Mua thêm vài quả Pokeball nữa. Cơ bản là tôi có một con cỏ độc rồi cho nên tôi không muốn giữ con Bulldu này lại nữa. Bản này có từ gen 1 đến gen 8. Tiền ít là bởi vì tôi dành hết tiền ra để mua potion rồi. Tiền đổi nature xác định là về sau đấy, không phải lo bây giờ. Tôi mua xong rồi tôi mới phát hiện ra là trong lúc đánh nhau không dùng được item cho nên là đằng nào cũng mua rồi. Đấy, tôi bắt cái con Snover chính là để tôi đấy, xử lý cái thằng Faulkner đấy. Thằng Faulkner nó là Pokemon hệ bay, tôi có một con hệ băng là được rồi. Anh em ơi, game nó không quan trọng là đồ họa đâu, tôi thấy pixel như là quá đẹp rồi. Quan trọng là cái độ khó của nó, thử thách thì nó làm cho cái content nó căng thẳng hơn. Bây giờ tôi chơi Sword and Shield, anh em tôi đảm bảo với anh em cái Sword and Shield nó chơi như một trò trẻ con luôn. Anh em nhắm mắt anh em đánh cũng có thể thắng được cái Sword and Shield. Tôi thấy pixel là quá đẹp rồi, anh em đừng có kỳ thị pixel nhé. Đấy là một mảng đồ họa rất là một phổ biến đấy, không hẳn là phổ biến mà là một cái kiểu rất là khó. Rất là khó để anh em có thể thực hiện được một cái pixel art nó đẹp. Và cái pixel là cái mạnh nhất của mấy ông Nintendo theo ý kiến của tôi. Nếu pixel anh em nào chơi Celeste anh em thấy con game nó đẹp mê hồn luôn. Cái Pokemon này công nhận là nó có thể đẹp hơn được. Nó có thể làm cho các pixel này nó lung linh màu sắc hơn được. Nhưng mà ví dụ như là bên con game Pokemon Revolution Online người ta làm đấy. Nhưng mà khá tiếc là ở đây người ta, cái game này người ta không làm thế. Thôi thật, Pokemon Sword and Shield anh em nhắm mắt anh em có thể phá đảo được. Vãi, set skin luôn. Con này không đánh được rồi, bây giờ mang con Shroomish ra. Các bạn có nhìn thấy những cái con Pokemon ở trên màn hình không? Những cái con này là những con không có ở trong bản Fire Red. Thế là đã đủ để thấy bản này có gì khác với bản Fire Red rồi. Đâu cần phải cầu kỳ đâu. Surskit, Surskit, Mega Rain là xong nhỉ? Alpha Sapphire tôi khá chắc là tôi đã hoàn thành cái phần cốt truyện của nó rồi. Nó chỉ còn lại cái phần Delta thôi. Cái phần cốt truyện Delta mà đi bắt con Rayquaza thôi. Nhưng mà phần đấy thực ra nó cũng chẳng có gì ngoài một đâu. Cho nên là tôi nghĩ là mất thời gian vào cái đấy tôi sẽ làm những cái khác thú vị hơn. Khử răng cưa đi thì nhìn nó mượt hơn nhưng mà tôi thấy để cái này nhìn hay hơn là khử răng cưa ấy. Với cả thật ra cái thằng MGBA này đằng nào đã không có chức năng khử răng cưa. Tôi đào cái thằng này trước rồi cho nên tôi dùng luôn. Gym một hệ đá mà nó có cả chiêu hệ điện và bay. Ok, cảm ơn anh em đã báo trước nhá. Pokemon MMO là online đó. Stover lên được level 9 và học được một chiêu hệ băng là Icy Wind. Cũng khá là ổn. Nhưng mà tôi sẽ muốn cày nó lên được khoảng level 13, 14 gì đấy để là Faulkner. Buildu học được Mega Drain.
Tôi sẽ thay vào absorb. Xin cảm ơn bạn Hà Lê nhá, cảm ơn bạn Wan Weibo giới thiệu cho các bạn nhá. À anh em ạ, tôi hôm nay là lấy được 20.000 sắp rồi. Tôi đang tính là làm một buổi giveaway, nhưng mà cái thứ mà tôi muốn giveaway ấy thì tôi chưa thể order nó về luôn được. Đó, cho nên là anh em chịu khó chờ một thời gian nữa nhá. Lâu lâu thì khoảng một tháng. Nó hên xui em ạ. Game này có mega các bạn nhá. Bây giờ chỗ đánh chủ yếu là để cho con Snowver ở đằng sau nó lên level thôi. Còn mấy con này thì mắc rồi. Con này toang rồi này. Con này xác định là toang rồi. Bác bài cho, bây giờ cho Snowver ra. Anh em bảo Snowver đánh nó có chết được không? Thôi nhá. Mèo trắng là sao mà giveaway được. Mèo trắng là để đây để nó tạo nghiệp chứ. Server level 10. Wow, nó còn hai con nữa. Sunspot trước đi nào. Zmove tôi không chắc lắm. Tôi mới chỉ biết là nó có Mega thôi, tôi không biết là nó có Zmove hay không. Giveaway skin Pokemon Unite thì cái hôm hôm sau, hôm ngày mai anh em sẽ giveaway ở bên kênh của Vũ nhá. Còn kênh của tôi thì tôi giveaway skin Pokemon Unite chính là cũng được, nhưng mà thật ra không phải ai cũng chơi Pokemon Unite để mà giveaway ấy. Chết rồi. Quả này hơi bị toang ấy nhở. Không có con nào để đánh con Dustock này. Cái này tôi chơi mono chai vệ cỏ. Tôi là tôi không muốn giveaway cái phần thưởng ở trong game, bởi vì thật sự không phải ai cũng có máy game, như thế sẽ không công bằng với tất cả mọi người. Tôi muốn giveaway cái gì nó là hiện vật cơ. Ok, bây giờ tôi đã biết thằng này là có những cái gì rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi thử cho Snowver ra thế nào. Ok. Wow, khỏe quá. Đó, cái đó bây giờ vấn đề là bây giờ là những cái đợt này, những cái shop mà tôi hay mua thì nó không nhập được hàng về bởi vì Covid mà. Cho nên là để mà đợi hàng về thì sẽ phải đợi khá lâu, bởi vì tôi sẽ đặt trực tiếp ở trên shop ở nước ngoài. Pokemon Unite, các bạn lên cái group Pokemon Unite Việt Nam ấy, các bạn vào trong cái group đấy sẽ có rất nhiều bài hướng dẫn tải trên điện thoại cho anh em nhé. Anh chơi monotype cỏ không qua nổi gym 2 đâu em thề. Ok, tôi chấp nhận thử thách của bạn. Pokemon Unite tôi không stream trên kênh của tôi. Tôi stream trên kênh của bạn Rumble Vũ ấy. Anh em search trên YouTube ấy, hoặc là anh em có thể vào cái trang cộng đồng của trên kênh của tôi có post một cái bài mới nhất. Trong đấy là tôi có tên cái kênh YouTube đấy, anh em search là ra. Tôi quên không để cái link ở đấy. Có cả cái link Discord và hướng dẫn để tham gia event nữa. Anh em vào trong cái link đấy nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn bạn Sakabas. Wow, Sakabas, anh em đây là cái bạn này, bạn ấy viết ngược tên tôi lại. Bạn ấy donate cho tôi 50k, cảm ơn anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ xác định là thằng kia là 5 con cỏ rồi. Để mà đánh nó thì tôi sẽ phải train cái con Snowver này lên. Con duy nhất có khả năng đánh được con Dustock đấy là con Snowver này. Và tôi sẽ phải cho nó lên level 16. Group Pokemon VN, Unite VN tên gì? Nó tên là Pokemon Unite VN đấy. Anh em search lên đấy là được mà, khó gì đâu.
Cricket tune này, cricket tune là bọ. Thường tôi sẽ grass whistle nó. À, chà. Ờ thôi, ai chơi bẩn thế. Wow. Toang rồi anh em ạ. Ok, chơi bẩn tí tôi sẽ ném con Bildu ra cho nó thế mạng. Sunspore. Để đánh con này thì lôi con Ivysaur ra. Sleep Powder. Au. Đừng có tỉnh dậy chứ. Thằng này chính ra là dễ hơn thằng Brandon nếu như anh em hỏi tôi. Ok, Ivysaur đi cũng được. Đằng nào thì Ivysaur cũng không cần thiết để đánh con Dustox. Mình còn Rain. À không, Raining Kiss chứ. Con chim nó mạnh hay không là do anh em sử dụng nó như thế nào, chứ đâu phải là do bản thân con đấy nó mạnh đâu. Anh em điều khiển nó có tốt không thì nó mới mạnh được chứ. Không, nếu mà anh em điều khiển tốt thì anh em cầm con gì cũng tốt cả. Nó là đặc điểm của game MOBA nó như thế. Nó phụ thuộc vào cách điều khiển anh em nhá. Nó là do người dùng chứ không phải do Pokemon mạnh. Có Shroomit để cho đi nhờ. Headbutt. Movie Pokemon càng ngày càng nhạt là do cái gọi là gì ở do cái ôi con này có Poison Heal ngon. Các bạn thấy movie của Pokemon càng ngày càng nhạt là do cái thị hiếu của các bạn đang càng ngày càng khó tính hơn đấy. Bởi vì thực chất là mình thấy movie Pokemon nó các nếu mà theo dõi cách khách quan thì các movie sau nó làm chất lượng tốt hơn movie trước nhiều. Animation tốt hơn, nhạc tốt hơn, nội dung cũng đỡ bị đơn điệu hơn. Chẳng qua là các bạn chừa lớn dần lên và cái thị hiếu của các bạn nó thay đổi, các bạn cảm thấy khó tính hơn với phim ảnh thôi. Shroomit có Poison Heal cân tim anh em nhá. Ôi vãi cả trưởng nó rút ạ. Tôi sẽ phải làm thế nào đấy. Chứ nó có cái rút thế này thì hơi khó nhỉ. Chả lẽ bây giờ cho Snover ra. Mình hy sinh con Morlun này đi. Tôi cứ nghĩ con này không dùng được Sunspore lên. Ok, cho con này toang đi đã rồi ra dùng Sunspore. Mainstream Pokemon Unite nhá. Sceptile có chứ, gặp là bắt luôn. Quan trọng là tôi phải gặp nó đã. Spam Flash không quan trọng lắm. Tôi muốn phá là cái root của nó. Bởi vì cái root là cái mà sẽ khiến cho con Shroomit của tôi nó bị hết BP trước khi đánh được nó. Cho nên là tôi phải khóa cái root của nó lại. Tôi sẽ grab whistle nó đó. Muốn chơi chung Unite thì tối mai lên stream của bạn Vũ nhá. Ok, Sceptile bản này có Technician và Physical. Tức là con Sceptile bản này dùng Bullet Seed rất là đau đúng không? Chừng nào sẽ làm tổng quan hệ ma? Tôi nghĩ là anh em sẽ phải đợi tuần sau rồi. Bởi vì tuần này tôi kín video rồi. Hôm qua tôi còn vừa đi mua cái màn hình mới cơ.
Tôi phải mang cái màn hình lên trả công ty sau cái thời gian work from home, cho nên là tôi phải đi mua cái màn hình mới, bởi vì cái màn hình của tôi trước nó bị hỏng. Vãi. Bây giờ mà tôi và hết PP của cái hết bắp này tôi thua luôn này. Không có match shadow đâu bạn ơi, tôi đang chơi mono hệ cỏ mà. Bây giờ nó hết ngủ tôi mới sang spore được. Bây giờ tôi mới sang spore, nó này vừa nãy tôi đang ngủ, nó đang ngủ. Trận đấu khó chịu ghê. Còn 6 phát hết bắt. Nếu mà nó chỉ cần rút được một lần nữa thành công nữa thôi là tôi thua. Game làm backslash trong khi đang có leftover là bởi vì có một chiêu gọi là chiêu trick dùng để đổi item. Nếu mà anh em cầm leftover ấy thì như nếu mà cái con Pokemon nó đổi item cho anh em thì leftover vẫn có thể hồi máu cho nó. Còn nếu là Black Slash anh em cầm cho Pokemon hệ độc thì đối thủ đổi cái Black Slash đấy về thì nó sẽ bị mất máu. Cái Black Slash là cái item mà nó tác dụng lên Pokemon hệ độc và tôi toang rồi. Đó đại khái cái Black Slash là để chống cái trick. Lốt lại sao? Bây giờ tôi sẽ chơi bẩn. Coi như là tôi về nhà rồi. Ok. Make it rain. Mega Ray không chết đúng không? Sau đấy thì tôi sẽ tranh thủ lúc nó đang bị tê liệt tôi hồi máu đầy lại cho con này. À, toàn vãi. Thôi, dù sao cũng thế mà. Faulkner bắc gì à? Không ai nói là cái game này nó sẽ dễ cả. Volbeat á. Sang Spore đi. Silver Wind luôn. Wow. Con này không bị dính Sang Spore. À con này hệ điện. À không, nó đâu có hệ điện. Volbeat có phải hệ điện không? Volbeat trong này có hệ điện không anh em ơi? Nếu không thì có lý do gì để nó không bị tê đâu nhở? Dị vãi nổi, vốn biết hệ điện. Ở trong game này nó có thêm một vài hệ cho một vài Pokemon, giống như kiểu là con Sunflora nó trở thành hệ cỏ và lửa, thì con Volbeat này sẽ là hệ bọ và điện. Ok, đây là một thông tin mới. Đúng rồi, nó là bọ điện kìa, to đùng rồi kìa. Anh em thấy cái vạch ở bên cạnh tên của nó không? 2 hours later.
khá là toàn anh em ạ. Tôi cũng phải trầm cảm nên tôi chuẩn bị off-stream nên tôi trầm cảm xứ rồi, nhưng mà trước đấy tôi sẽ bắt con hốt pip. Đây rồi, vừa nói phát gặp luôn. Mà nãy tôi mua thêm Pokeball chưa ấy nhở? Đây rồi, may quá. Con Hoppip này có Air Relay không nào? Bow Nature, Leaf Guard. Leaf Guard là không được đúng không? Cái con Hoppip này là phải cái Leaf Guard này là không dùng được đúng không anh em? Cái Air Relay, nếu mà con Jump Bluff nó có Air Relay thì con Hoppip phải là phải dùng cái gì mới được? Để tôi search thử xem là có cái Pokemon Radical Red Wiki không. Leaf Guard vào thùng rác à? Nếu mà có cái con này mà nó có cái Aerialis là có từ cấp 1 luôn đúng không? Thật chứ tôi phải tuyệt vọng lắm tôi mới tìm con Hoppip này. Radical Red Dex. Để tôi search con Hoppip. Ability là Chlorophyll, Leaf Guard và Infiltrator. Nó không học được chiêu hệ bay nào cho đến level 25. Toàn vãi chưởng ạ. Nó phải tiến hóa lên cấp cuối cùng, lên Jump Bluff thì nó mới có cái Aerialis. Và level 27 nó mới thành Jump Bluff. Khả năng là ép thật rồi anh em ạ. À, tiếp theo tôi sẽ tìm con Sun Kern. Nhưng mà có phải lên Sun Flora thì nó mới là cỏ lửa cơ. Khả năng là tôi phải bỏ Monotype rồi anh em ạ. Bỏ đi mà làm người thôi anh em ạ. Monotype hiện cỏ kết thúc tại đây nhá. Bây giờ tôi sẽ bỏ một vài con vào PC. Bỏ con Buru này vào này. Bỏ con Snover này vào này. Tôi sẽ giữ lại ba con hệ cỏ này. Và tôi sẽ đi bắt thêm một vài con nữa để tiếp tục cái cuộc hành trình khốn khổ này. Có thể là tôi sẽ bắt em Starly này đây. Tôi không khóc đâu anh em yên tâm, lớn rồi khóc gì nữa. Starly ok, vào team. Có con hệ bay này nó sẽ đỡ hơn. Con Starly này đặc tính là Frisk,
Salifris thì sẽ tiến hóa thành Intermediate đúng không? Đúng rồi đấy. Salifris sẽ lên thành Starter Intermediate. Con này giảm attack, tăng defense, khá là sida. Tôi sẽ bắt một con khác. Đấy, rõ ràng con kia nó có siêu đất rồi. Chưa chạy đến cái ô đấy nó đã ấy rồi. Ok. Đổi nature được nhưng mà tầm này chưa có tiền để đổi đâu ông ơi. Nó phải về sau đánh mấy cái gym sau nó nhiều tiền lên đã. Đoạn này còn nghèo lắm. Con này là freeze lại giảm attack là defense. À không, đây là con vừa nãy. Ok, con này tăng attack giảm special defense, quá ngon nhá. Tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào stream sau. Tôi sẽ train con Sally này ở ngoài stream và sau đó thì tôi sẽ mang nó vào trong cái chỗ thằng hệ bọ chết tiệt đấy, tôi củ hành nó. Anh em ạ, tôi đã quyết định là cái game này nó không công bằng. Game này nó không hề công bằng cho những Pokemon hệ cỏ. Cho nên là tôi đã quyết định là bắt mua những Pokemon khác ngoài hệ cỏ để tiếp tục cái cuộc hành trình này, ít nhất là có thể vượt qua cái thằng bọ đấy. Tôi đã có bắt thêm một con Starly, hiện tại nó đang level 13. Nature là Naughty, tăng attack và giảm special defense. Tôi sẽ dùng con Starly này để hành ngược lại cái thằng bắt cách chơi chết tiệt đấy. Hiện tại Starly đã lên level 14 rồi và nó sẽ tiến hóa bây giờ đây. Đấy, bây giờ con Starly của tôi đã tiến hóa Staravia rồi. Chỉ số của nó đang ở một cái mức rất là ổn rồi. Tôi nghĩ là nó có thể solo được thằng kia. Lần này nhất định là không có chuyện ăn hành nữa đâu. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến stream Pokemon Radical Red không phải Monotype của tôi. Monotype là một niềm đau anh em ạ. Ít nhất là Monotype cái gì hệ gì đấy chứ không phải là hệ cỏ. Sau hơn một tiếng quần nhau với cái thằng chết tiệt đấy thì tôi đã quay xe và quyết định cho anh em thấy cốt truyện thay vì thấy một cái bát rất là nhiều hành, bởi vì số lượng hành đấy là quá nhiều so với một người bình thường có thể tiêu hóa được. Chắc ăn cứ xếp phát. Cricketer nó bị intimidate và tôi khá chắc là tôi nhanh hơn nó. Nó vẫn nhanh hơn tôi nhưng mà không ăn thua lắm.
Vãi. Vãi. Xin chào. Tôi thật sự không nghĩ là mọi chuyện nó dễ đến mức đấy đâu. Khả năng là tôi sẽ phải dùng con khác để đánh con Cricket Tune đấy rồi. Nó có chiêu hệ đá anh em ạ, và con Volbeat có chiêu hệ điện nữa. Tức là theo thứ tự thì là con thì là cái con Staravia đấy sẽ dùng để khử con Ivysaur, để dùng để xử con Nuzlocke này. Và sau đó thì tôi sẽ dùng con còn lại, những con còn lại như con Ivysaur này, để diệt con Volbeat, Staravia, Chatterberry, Swap. Cái Chatterberry này để làm gì? Giảm đam của Rock type. À nhưng mà con kia nó dùng Bug Bite, nó ăn mất cái đam này rồi thì mình cũng không giải quyết được vấn đề gì lắm. Để tôi thêm một con hệ bay nữa nhá. Đúng rồi, nó cắn cái berry giảm đam mẹ rốc của tôi. AI khôn vãi. Tôi sẽ bắt con này. Tôi sẽ bắt con này. Đây sẽ là một thành phần dùng để đánh được. Và nó có thể đánh được cả thằng Faulkner nữa. Phun cỏ là một niềm đau anh em ạ. Rock rắp lên level 15 mình có chiêu đá đúng không? Thì mình cho nó lên level 15 dễ thôi. Con rock rắp này bây giờ mình cho vào rừng, mình train một tí lên 15 bây giờ à. Đổi đội hình bởi vì đó là một nỗi đau mà tôi không thể vượt qua một cái thằng bác catcher. Ok này, quả này là tôi sẽ cho nó ăn hành. Tôi thề với anh em, con này, cái con này nó, bộ skill của nó quá ảo. Bộ skill của nó quá ảo luôn. Nguyên một rổ hạt luôn. Hạt này chắc chắn là hạt hành rồi. Ngủ đi em. Bất ngờ vậy. Ui ngủ 3 lượt này. Đợt này tôi khá hên nhá. Thắng nhờ hên thôi chứ không phải nhờ kỹ năng anh em. Drop rap lên level 16. À con này à. Con này thì ném Staravia ra là được. Chào mừng bạn Cyan Fax nhá, đã trở thành một thành viên tiếp theo của hệ thống Cool Trainer nhá. Còn crit nữa cơ. Gì mà ghê gớm vậy. Quả này tôi khá chắc nó sẽ protect này. Nó protect xong nó lại tung con Volbeat ra này. Đó. Sau này quả này nó sẽ đổi này. Nó đổi thì tôi cũng sẽ đổi.
Đó, mình bắt tài rồi. Megatrend. Megatrend. Được lắm con khốn này. Slip order. Berry. Đoạn này có dậy chưa? Dậy chưa? Dậy là ngon. Chết đi thằng khốn, vẫn ngủ. Được, đợt này IV sau làm việc được quá. Đấy là do anh em búp búp sức mạnh tinh thần cho tôi đấy anh em hiểu không? Đây là sức mạnh tình bạn được gia tăng. Khả năng là Staravia sẽ toi tơ này rồi. Nó sẽ protect lượt này, vì thế tôi sẽ tung con Shroomish ra. Hết bắt. Roost. Đoạn này thì mình phải tê nó thôi. Tôi sẽ phải hy sinh con Morlun này, bởi vì con Dustox nhầm, cái con kia mình không hy sinh được. Câm nín rồi anh em. Khả năng là mình sẽ đánh, vẫn sẽ đánh được đấy. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà khi mà tôi tung con Staravia ra, con này có protect không. Nếu protect là con Staravia sẽ chết ngay cái lượt đấy. Chết. Tê thêm lần nữa đi. Tê thêm. Quá buồn. Cảm ơn bạn Dustox nha. Tôi ghét bạn. Tôi ghét bạn. Wing attack. Protect rồi. Potion không dùng được anh em nhá. Vẫn vẫn sống cơ, vẫn sống cơ. Yeah, crit. Mày chết đi con Dustox. Mày xếp vội chạy về phục hồi thôi. Quả crit được đấy. Để trả ơn cho Staravia, tôi sẽ để em ý ở trong team của tôi cho đến cuối cuộc đời. Ơ mà team mình không lên được level nữa thì việc gì mình cứ phải đánh cái này. Tôi đã đánh xong. Thật ra cái thằng Bucketcher đấy, nó là con boss thứ ba của cái game này. Game này tôi không rõ là có bao nhiêu boss, nhưng mà nó là con boss thứ ba của game này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái bát hành có cánh.
Một bát hành có tên là Faulkner. Nó là boss đấy. Tất cả anh em được cảnh báo tôi về con boss này rồi. Nhưng mà chẳng qua là tôi coi thường nó, hơi bị coi thường nó ban đầu một tí. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi anh em ạ. Kể chuyện gì vui vui là cái chuyện mà tôi vừa bị một cái con mà tôi xếp hạng vào best bảng hệ độc, nó hành cho tôi ra bã 2 tiếng đồng hồ. Chào bạn Đức Phát Phạm nhá. Trong bãi này có gì không? Bên này có đá mega này anh em này. Qua bên này có một cái đá mega nhưng phải có Rock Smash mới vào đây lấy được này. Tí tôi vẽ luôn cái icon có đắt sóc cho nóng. Luật hoa quả là có thật anh em ạ. Lần sau tôi sẽ phải xem xét cái con gì mà nó thật là yếu vào thì tôi mới cho nó xếp hạng vét. Bây giờ tôi sẽ thăm dò cái gym hệ đá này. Gym này đang bị đóng và tôi phải vào trong viện bảo tàng. Ok, viện bảo tàng này có gì? Có Faulkner đúng không? Ok, phải đánh thằng này trước. Faulkner có một con Trumbic level 14 và tôi sẽ phải stun spore nó flame track luôn. Flame track nó vẫn hơi yếu nhỉ, hơi yếu so với con này của tôi. Để tôi thử hết bắt nó xem hết bao nhiêu. Cũng không ổn lắm. Lôi con Rock Raft ra đỡ đòn. Nó cũng yếu hơn level của tôi nữa mà. Ôi vãi trưởng, mình quên mất là nó có đòn này. Lẽ ra mình phải đoán được rồi. Chết không? Phát cuối bị crit. Chiêu thức ưu tiên vẫn được ưu tiên trong trick room nhá. Lượt này là được thăm dò team thôi. Úi già. Thế sao lúc nãy nó không dùng cái plug đấy mà nó phải đi dùng flame track nhỉ? Withdraw Trumbic, Emonga đây rồi. Emonga đây rồi. Shockwave này. Tôi phải thăm dò cái moveset của chúng nó trước, biết chúng nó có chiêu gì lần sau mình đánh được. Có thể dùng Flash hoặc là dùng Raining Kiss. Air Cutter mạnh vãi. Ok, cắn berry này. Aura berry nhá. Con này thì tôi không stun spore nữa rồi. Nó là hệ điện không thể stun spore được. Thua đợt này xong tôi sẽ vào trong cái... nó có lightning rod. Ok, nó có lightning rod. Hình như tôi bay về Viridian đúng không? Emonga nó chưa xứng đáng để vẽ. Tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được nó từ thôi. Tôi sẽ lấy ra một Pokemon đang ngủ đông, đó là Snoover.
Snoover nó sẽ bị ăn x4 bởi cái con đòn flame track của con Trambic. Khi để mà đánh với con Trambic thì tôi khá chắc là dùng con Staravia này là đủ. Con Snoover của mình có cần phải lên level không nhỉ? Snoover vẫn sợ E-Cutter nhưng mà ít ra nó có cái iShot. Nó có cái iShot thì nó có thể đánh được con Emboga đấy. Nó có được super effective. Có lẽ là tôi sẽ train con này lên một tí. Cho con này lên 16 nốt đi. Lên 16 ít ra mình lên được hai level nữa thì cái iShot của mình nó mạnh hơn. Và mình nhiều máu hơn, mình đủ để mình đỡ được cái con đấy thêm một vài hit. Kế bên có cái hang à? Ok nhá, tôi không biết cái đấy, để tôi thử check xem. Cái hang à? Hang nào? Hang nào các bạn ơi? À, vã trưởng. Bây giờ tôi mới biết là cái chỗ đấy không cần phải có cắt. Có khi nào bắt mấy con hệ đá trong này không nhở? Tôi vừa nhặt được cái gì ta? Thief. Bắt con hệ đá cũng được nhỉ? Diglett này. Con Rogen đấy thì yếu rồi, thế tôi mới không bắt nó chứ. Scraggy à? Scraggy có thể là mình sẽ cần nó, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Thief lấy được chứ, lấy được item của NPC, quan trọng là mình phải dùng đã, dùng nó thì lấy được. Nhưng mà quan trọng là cái item của bọn đấy có lợi gì cho mình không? Nói bét. Nếu mà chẳng hạn như lấy cái Oran Berry của cái con Emonga đấy thì cũng không giải quyết được cái gì cả đúng không? Chopping chính ra nó attack rất là cao đấy. Con Chopping nó có cái attack rất là cao mà đến khi mà tiến hóa thành con cấp 2 Vibrava thì nó lại bị yếu đi. Con này được này. Bác con này được mà. Tôi sẽ bắt con này nhá. Noibet nó vẫn là hệ bay mà. Lên thành Noivern nó mới thành rồng. Noibet vẫn bị địa khắc như thường. Thôi chết rồi. Bây giờ cho nó ngủ là bắt thôi. À, cho rốt rắp. Noibet, tôi tưởng Noibet là bay bay không thôi chứ nhỉ. Tôi có mà, tôi bắt Monotype mẹ cỏ mà. Đây là anh bạn chó cỏ, còn kia là chim chim cỏ của tôi. Nói bét giống bay à? À, thôi kệ đi. Về sau tôi bắt thêm một con vịt cỏ nữa cơ. Bắt thêm một con vịt cỏ nữa cho anh em làm team full cỏ.
Đấy, ma cỏ cũng là cỏ đúng không? Nu mồ này, con này đã từng gây ác mộng cho mình. Có khi bắt con này để thành con Emoga cũng được chứ. Bắt con pha phét nhờ, bắt con pha phét lên là làm vịt cỏ nhờ. Hello bạn sói nhá. Tôi khá chắc con pha phét sẽ là mối con rất là thích hợp cho quá trình build team full cỏ hành của tôi đấy. Ok, lên 16 rồi. Ra thôi. Nhìn ra sau lưng là sao? Nhìn ra sau lưng có cái gì? Ông nào có Galarian Farfetch'd ông này á? À? À ông huyện chim tưởng ông nào chết cho tôi. Tôi sẽ bỏ con nào về nhỉ? Anh em nghĩ là tôi bỏ con nào về? Bỏ con Molu này về nhá. Để lấy con ma cỏ ra. Đá Mega nhưng mà chưa có cái ấy. Chưa có cái gì nhỉ? Tôi lại nói là cái gì nhỉ? Chưa có cái chiêu Rock Smash để lấy. Ok, để tôi lên đánh lại con này. Con đầu tiên của nó sẽ là con Trombic thì để con Staravia lên được. Trong hang có Galarian Yamask cả. Tôi thì tôi thích con lâu đài cát hơn. Galarian Yamask trong này kiểu tiến hóa của nó như thế nào? Ok. Grow nó phát đi. Grow thêm phát nữa này. Emonga thì lôi con này ra. Lôi con chó ra. Ủa khỏe vãi. Trời ạ. À. Sao con này nó giật khỏe vậy? Ngủ đi em. Miss mới sợ chứ. Lôi con đất ra thì cũng chỉ kháng được điện thôi chứ chưa đánh được. Con đất bây giờ chưa đánh ở đâu? Con đất bây giờ đâu có chiêu gì đánh đâu, xem nào có cái gì nào. Harden này, Absorb, Omnius, Wind này. Đó, vẫn bị ăn một Ekater đi rồi. Khỏe vãi trưởng. Trong bãi cỏ gần đó bắc cá trời có lô tát. Tôi khá chắc bãi cỏ đấy là giống bãi cỏ ở đoạn dưới.
hẳn là Sleep Talk luôn. Ngủ rồi mà vẫn không yên cơ. Sleep Talk mà anh em ạ. Nó e cutter mà nó cũng đau như thế này. Tôi sẽ thử lại một lần nữa với cái team này nhá. Tôi khá chắc là cái quả đổi con Trumbic đấy nó là cái đoạn chìa khóa. Chuyên con đất đi, nhưng mà cái con đất đấy tôi chỉ là gọi là bắt thôi, chứ tôi không nghĩ là con nó đánh được con Emonga. Bởi con Emonga là điện bay, nó cái chiêu hệ đất thì cũng không đánh được con Emonga. Ok, tôi sẽ wing attack nó luôn, khỏi phải grow đi. Sau đấy nó đổi con Emoga ra thì sẽ là một phát quick attack. Sau đó tôi sẽ thí con ma này. Omnius win nếu được, một E-Cutter là đi rồi. Tiếp theo sẽ là Snover xuất hiện này. Snover sẽ cố gắng dùng Grass Whistle để du ngủ cái con của nợ này. À đưa, nó có Sleep Talk thì mình dùng cái đấy làm gì? Anh ngon rồi, anh bạn on lại được mà, cái gì đâu. Ui, crit luôn. Rồi, đi coi Emoga rồi này. Nó có 5 con Pokemon luôn. Rồi, con này fighting. Con này fighting thì mang Ivysaur ra hoặc là Staravia ra chắc là được. Hành xuất hiện rồi nhá anh em nhá. Con này nhanh thế. Con này nhanh vãi, nó nhanh hơn Staravia của tôi. Magical Leaf, con này là fighting đúng không? Cho nên Magical Leaf thoải mái. Roost. Là Sleep Powder thì phát nữa nào. Đúng rồi, khả năng là con này mấy con của FPC toàn là chơi Nature cộng Speed luôn đấy. Con Moloon tôi đã cất về nhà rồi cơ, thì mới cay cơ. Ờ, dở ra đấy. Trumbic này. Trumbic tôi khá chắc một phát Slash này là đi, nhưng mà tôi cứ thử Sleep Powder cho chắc ăn. Ok, mình không nhanh bằng nó. Farfetch'd vừa rồi là nó không bị intimidate. Nó có cái nature là Scrappy ở trong này, nó cho cái Scrappy đấy là không bị intimidate. Chứ nếu không thì là tôi cũng đổi con Staravia ra là để cho nó giảm attack của con đấy mà, nhưng mà không được.
nó flame chat vài lần mà lúc nó tê nó vẫn còn nhanh hơn mình này. Tê đi em, đúng rồi. Nằm xuống. Còn hai con nữa, con này khả năng là xuống lùi được. Ủa, giàn mà. Thôi nhá, tạm biệt anh em nhá. Ai rồi cũng toang. Bây giờ con Rock Raft tôi sẽ để dành này con Yanma này. One eternity later. Speed của con này nó ảo quá, mình không tính được. Nhưng mà tin mừng là có khả năng có Snowball. À cũng thế. IV là sao mà cày được các bạn? IV nó random, khi mà Pokemon sinh ra nó sẽ có IV riêng. Chứ cái đấy không phải là cái có thể cày được. Ok, Snover đầy máu anh em nhá. Quan trọng ấy, anh em biết tại sao tôi giữ con Morlun với cả cái con anh tôi biết tại sao tôi giữ con Morlun với cả con Shroomish ở đây không? Bởi vì những cái trường hợp này này. Cái trường hợp mà tôi gặp con Farfetch'd thế này, tôi sẽ muốn đổi con chim ra, nhưng con chim của tôi sẽ không thể nào ăn hai hit của con này được. Cho nên là tôi sẽ dùng một con khác để cho nó ăn hit của con Farfetch'd này. Sau đấy thì tôi sẽ... Ôi vãi. Hả? Sau đấy thì tôi sẽ cho con Staravia ra để nó xử lý. Hay quá. Rus là ngon. Mày Rus là mày giúp tao đầy máu. Tôi không nghĩ là cái Ponyta đánh được Yanma đâu. Ăn một phát Ancient Power là đi luôn. Con Yanma đấy có Ancient Power mà. Ơ, sao nó ra con này trước bấy? Sao em lại ra con này trước? Em dại quá. Em dại rồi em ơi. Em ra con này trước là em dại rồi. Quá dại. Tại sao tự nhiên nó lại tạo cơ hội cho mình thế nhở? Kiểu như là nó thấy mình khổ quá ấy. Nó thấy mình kiểu khổ sở quá nên nó nhường mình hay là nào đấy. Được nó nhường thế này cũng không thấy hay ho lắm. Kiểu cảm giác tôi bị hụt hẫng nghe anh em ạ. Chính là thằng đấy nó cũng phải đi ăn cơm chứ có phải là trainer cũng phải đi ăn cơm ấy. À tôi vừa được cho nó cho một cái TM Rus này tôi sẽ học được cho con Staravia.
thay vào cái ground này, hả, thêm vào cái tackle thì giữ tackle làm gì? Trước khi off stream thì có lẽ tôi sẽ vào thăm cái gym này một tí nhá. Đây này, anh em thấy không? Ở trong cái gym này nó còn có chế độ những một rất nhiều luật đây này. Nó có sleep clause. Wow. Cái gì này? Trong này nó có rất nhiều luật, nó có sleep clause tức là mình chỉ được ngủ một Pokemon thôi. Rolicoli à? Ái chà chà. À, không được ngủ. Không được ngủ hay sao đó? Ơ, tôi tưởng con này đá lửa mà tại sao mà cỏ vẫn super effective vậy? Con kia đá lửa đúng không? Đá lửa tại sao tôi đánh một phát vẫn chết luôn? Vẫn gọi nó gọi là gì? Nó vẫn super effective nhỉ? Đá không nhỉ? Nó lên cấp 3 là mới đá lửa à? Ảo nhỉ? Hippopotas. Báo cát rồi. Báo cát sẽ tăng special defense cho bọn đá nhưng không phải là con này. Con này tôi khá chắc là có thể sử dụng Magic Leap một phát. Sleep Clause là một con được ngủ thôi, nhưng mà tôi thấy tôi cứ dùng Sleep Powder bị miss hai phát liên tục nên tôi tưởng là ok. Sleep Powder đi. Đấy. Tôi Sleep Powder miss liên tục này, anh em thấy không? Đau quá. Nó ăn hết cả berry của mình. Úi giời ơi, may quá. May mà con này nó bị giảm attack khi mà nó bị xuống máu ấy. Ok, ui, vãi cả trưởng, team Brock 6 con. Team Brock 6 con anh em ạ. Ok, trước tiên là mình phải xác định là mình sẽ không thể nào đánh được cái team cả 6 con này rồi. Gọi là ở đây mình chỉ demo thôi. Sau còn cái gym này thì sẽ mình để dành được buổi sau đánh nhá. Chết rồi, con kia chết rồi. Con vật lý của mình thì nó chết rồi. Kinh quá nhở.
Tôi lia tôi giảm thủ nó bao nhiêu lần thế rồi mà. À mà nó sốc bay thì nó hồi lại. Nhưng mà nó chỉ sốc bay được 3 lần thôi. Ừ, ý tôi ý là kể cả thế tôi là cái thủ của nó đang ở mức zero ấy. Nó tăng tôi lại giảm, nó tăng tôi lại giảm thì tức là thủ của nó đang ở mức bình thường. Ở mức bình thường như thế này thì khả năng là tôi sẽ phải đánh nó ở mức mức cũng phải khá khá một tí chứ. Bây giờ cái special defense của nó 3 bậc rồi, mình không đánh được nó đâu. Special defense của nó này là 3 bậc rồi đấy. Đấy, mất một tí à. Bây giờ tôi đi kiếm con mèo thép thôi. Đi bắt con mèo thôi. Con này đi bắt con mèo lại là qua là có thể có một con gì đấy để đánh con này. Hoặc là một con hệ ở cái hệ cỏ đá này nó kháng được nhiều thứ lắm. Stouffer sát được nhưng mà nó chết rồi không ạ? Stouffer của tôi chết xử rồi. Ok, khả năng là buổi stream hôm nay đã kéo dài rất lâu rồi. Tôi cũng phải cho anh em nghỉ và anh em cũng phải phải cho tôi nghỉ ngơi một tí thôi. Đó, tôi sẽ thử một vận may. Sinisty này. Ở đây nhiều ma ghê. Này mà cái con Galarian ma, con Galarian Mèo là nó bắt vào ban ngày hay ban đêm mà anh em? Con Galarian Mèo là ban ngày hay ban đêm ấy? Để tôi tìm nó. Bãi cỏ này hay bãi cỏ kia? Tôi khá chắc là bãi cỏ này chứ đâu phải bãi cỏ dưới. Lúc nãy tôi gặp ở đây mà. Đá cỏ sợ bắc thì đúng rồi, nhưng mà vác một con hệ bắc vào gym đá nó cũng không phải là một cái ý tưởng hay ho đâu. Đây rồi. He he he. Ấy. Sau này tôi phải bắt được con Corali từ từ mới nghĩ đến chuyện dùng nó hay không chứ. Tôi phải bắt được con Corali đã. Bây giờ là đánh sim đá thì khá chắc là tôi sẽ bỏ con Rốt ráp này về. À không, Rốt đánh được Achen, bỏ con Star, bỏ con chim này về. Tạm thời thôi nhá. Gradily là MVP của ngày hôm nay và tôi sẽ chỉ bỏ nó về sau một thời gian tôi đánh xong cái gym này thôi. Ok. Tạm thời thế thôi anh em nhá. Hôm nay tôi off stream bây giờ đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi rất là kiên nhẫn cái quá trình mà tôi ngậm hành nguyên cả buổi chiều bây giờ. Còn bây giờ tôi sẽ phải đi nghỉ ngơi và tôi viết tiếp script cho những video tiếp theo. Tối nay chắc chắn là không stream được rồi. Ngày mai tôi sẽ stream với Vũ. Đó, còn buổi stream Pokemon Radical Red tiếp theo thì chắc là phải thứ 6. À không, tối thứ 6 là stream với Vũ rồi. Tối thứ 7 đi. Tối thứ 7 anh em nhá.
Sếp này, sếp sếp sếp. Sếp đây luôn là chắc ăn. Hẹn gặp lại anh em tối thứ bảy chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu nhá.